Chỉ hoãn vụ Griezmann để chờ ký hợp đồng với Neymar, Barcelona được cho là đang trì hoãn thương vụ chiêu mộ Antoine Griezmann để cân nhắc ký hợp đồng với Neymar. Tờ nhật báo AS tiết lộ Barcelona đang gặp khó khăn trong việc kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 120 triệu euro của Antoine Griezmann với Atletico. Thậm chí, một số nhân viên của đội chủ sân Camp Nou đã bị chậm lương 3 ngày vào cuối tháng 6, đây là dấu hiệu cho thấy họ đang gặp vấn đề về tài chính. Barca muốn giải phóng hợp đồng của Antoine Griezmann vào đầu tuần này sau đó chào đón anh vào thứ năm khi anh trở về từ miami và làm lễ ra mắt với người hâm mộ vào thứ sáu tuy nhiên atletico đã từ chối bán tiền đạo người pháp cho barca theo hình thức trả góp